Xin chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S329. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Long Suy Nguyễn nha. Rồi, cái trận tâm ma này thì nhân vật chính của mình sẽ chơi Thiên Tâm kết hợp với Ngũ Độc và Trường Ca. Một cái đội hình mình thấy cũng hơi khó để có thể sinh tồn cho cả ba thành viên anh em ạ. Như vậy đã có giao tranh rồi. Trời ơi, khu vực số 1 có biến Thiên Tâm Thiên Vương. Có lẽ như các thành viên chúng ta đã kéo người từ khu vực số 1 quay trở xuống anh em ạ. À. Wow, có thêm côn lôn nữa kìa. Rồi, Thiên Tâm đã bị khống chế rồi. Lần này Thiên Tâm có chạy được hay không? Liên tục bị khống chế. 7x lên rồi. Trời ơi, 1-3-1-9 máu anh em ạ. À. Tí nữa là Thiên Tâm sẽ lên bài điểm số. Và bây giờ thì chúng ta thấy Ngũ Độc đã phải rời trận đấu. Vẫn còn Trường Ca tại khu vực số 6 nha. Thiên Tâm chúng ta đang cố gắng hồi phục máu. Thần cơ đã quay trở lại rồi. Ơi, trái. Cẩn thận. Quá may mắn cho Thiên Tâm chúng ta. Như vậy là có lẽ khu vực số 6 đã an toàn rồi anh em ơi. Trường Ca đang hồi máu rất là thảnh thơi. Và chúng ta cũng đang hồi máu. Và như vậy là cái vòng gửi xe cũng đã trôi qua. À, chúng ta đã bảo toàn được... đó là hai thành viên thôi anh em ạ. Bây giờ chỉ còn có Thiên Tâm với Trường Ca. Rồi chúng ta di chuyển sang khu vực số 1 để xử lý thần cơ. Trận tâm ma này là trận tâm ma diễn ra lúc 16:30 chiều nha anh em ơi. Do đó là số lượng team treo cũng sẽ chiếm kha khá. Nhưng mà cái trận này có một cái đặc biệt mình muốn chia sẻ cho anh em. Đó là cái cách BK Thiên Tâm của nhân vật chính mình rất là hay. Cực kỳ cơ động linh hoạt và canh chiêu rất chuẩn nha anh em ơi. Do đó mình muốn chia sẻ cái điều này để anh em có thêm những cái kinh nghiệm để chúng ta chơi môn phái Thiên Tâm trong cái hoạt động tâm ma. Đây là môn phái vẫn có thể cần team, vẫn có thể cần 2, cần 3 rất tốt anh em ạ. Và chúng ta có quần thể Kim Cang, mình sẽ di chuyển sang khu vực số 4 và đây đó là một team treo. Rồi, nhiễu luôn, tiếp tục nhiễu. Rồi thôi, chuẩn bị anh em ơi, quần còn có góc chút xíu thôi, chạy nha. Anh em cầm quần thì chúng ta nhớ canh cái búp ở trên của cái quần nha anh em ơi. Thời gian mà sắp hết thì mình phải rút lui. Đánh mà hăng quá này, cái quần nó mất từ lúc nào không biết, là anh em hiểu chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi anh em ạ. Như vậy là trong bản đồ chúng ta đang còn 19 đội. Và tiếp theo các thành viên của mình sẽ di chuyển về đến khu vực số 5. Có tim một treo luôn nè bà con cô bác ơi. Ui, trên kia có cả cùng lồn nha. Trường Ca, Long Tước đã ra đi. Trường Ca chạy được không? Trường Ca đã chạy được rồi. Và ảo tượng chuẩn bị xuất hiện rồi anh em ạ. Nãy giờ thì anh em thấy là chúng ta chỉ đánh những cái tim gọi là treo thôi, chưa có tim cầm tay nào cả. Ảo tượng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Bây giờ thì các thành viên chúng ta mỗi người một việc. Đó, mở xong cái mình chạy qua bên khu số 5 luôn là đẹp. Sau đó mình đi về thương nhân. Ảo tượng khu vực số 6 đã được mở thành công. Và tiếp theo thì các thành viên của mình sẽ mở rương. Cái ảo tượng được 4 cái rương. Quá nhỏ. Trời, tính ra mở rương, mở ảo tượng nãy giờ cũng gần full bí kíp rồi anh em ạ. À. Với Thiên Tâm thì chúng ta sẽ lên bí kíp của chiêu Đại Tinh Hộ Thân với Thái Huyền Tịnh Thiên trước nha anh em. Đây là hai chiêu rất quan trọng của Thiên Tâm. À, combo thì rất là đơn giản rồi, cứ bật cái búp 3 trước. À, anh em di chuyển qua gặp cái địch thì nếu mà có thời gian anh em chơi chiêu 1, chiêu 2 còn có thì chúng ta lên chiêu cuối luôn. Quan trọng là anh em phải canh được cái thời gian của chiêu cuối. Đó, chiêu này kéo dài có 5-6 giây thôi. Rồi, lấy bí kíp ngựa các kiểu. Ui, một team 3 kìa, chúng ta có quần rất nhanh chóng nha. Cái quần lần này thì Trường Ca rất khó để có thể sinh tồn anh em ơi. Tiêu dao, tàn kiếm và cùng luôn. Và anh em thấy là chúng ta mặc dù vẫn còn quần nhưng mà Thiên Tâm đã lựa chọn phương pháp rút lui. Tại sao anh em ạ? À? Anh em có thể hiểu được là giai đoạn này Thiên Tâm chưa thể nào dứt điểm được đối thủ. Do đó chúng ta nếu mà cố gắng ở lại cũng không thể nào làm được gì cả. Do đó Thiên Tâm đã rút lui rất sớm. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục đi ăn những tim treo. Rồi, lại có tài nguyên về cho anh em nữa. Quá đã luôn. Chỗ có con Long Tước thôi anh em, thấy đánh thường cả buổi trời nó không xin nhê anh em ơi. Tiếp tục di chuyển sang khu vực số 17. Bên này có bả đào, tàng kiếm, thiền sơn, lụm cái bảo kích. Rồi chạy nha. Thật ra thì một cách canh chiêu cuối của Thiên Tâm mình chia sẻ cho anh em thế này. Anh em mà không canh được các búp ở trên á, thì anh em để ý cái thời gian của chiêu cuối khi nó còn xuống 20 giây. Có nghe thời gian đếm ngược còn 20 giây thì chúng ta hãy tranh thủ chạy.
bởi vì nó xuống giây thứ 19 là chắc chắn hết chiều nha anh em. Anh em cứ việc canh như vậy là. Đây, canh lại cho anh em coi nha. Bật búp ba lên, di chuyển qua. Bật chiều cuối lên nào. Rồi, 25 giây, điểm ngược xuống còn 20 giây là chúng ta chạy nha. 22, 21 rồi. 20 giây chạy nè. Đó, 19 giây anh em thấy không? Nó sẽ chuyển về cái trạng thái hình người liền. Rồi, đơn giản như vậy cách canh chiều thiên tâm. Như vậy là hai lần sử dụng chiêu cuối chúng ta vẫn không thể nào kết thúc được các thành viên tại khu vực số 17 anh em thấy không? Cái giai đoạn đầu thiên tâm đam rất yếu. Do đó anh em đừng có ảo tưởng cái giai đoạn đầu mà chúng ta đánh khô máu với team đội bạn nha. Mình cứ việc cấu rỉa thôi anh em ạ. À. Đó là lý do vì sao lúc nãy tại khu 4 mà thiên tâm chúng ta mang cái quần thể kim cang mà mình vẫn không thể nào chơi khô máu với team của tàn kiếm cùng lô mà tiêu dao. Rồi, nhưng mà số lượng đội trong bản đồ chúng ta chỉ còn 11 đội, chứng tỏ là những team cầm tay tại các khu vực khác cũng đang quét map rất là căng thẳng. Lần này thì liệu thiên tâm có thể kết thúc được không? Bả đao ngã xuống rồi, chắc chắn tàn kiếm phải ngã theo luôn. Chiều 2, chiều 1 các kiểu và nhảy kinh công. Rồi, hồi máu, chuẩn bị vòng 2 thôi anh em ạ. À. Như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc rồi. Rồi, thiên tâm thì anh em nắm được những cái bí kíp như vậy, đó là chúng ta có thể bị kẹt tốt, còn vấn đề còn lại đó là khả năng chạy nhảy thao tác của anh em thôi. Thật sự thì trong tâm mai mình thấy môn phái nào nó cũng có ưu thế anh em ơi, quan trọng là anh em nắm được cái gọi là cái tinh túy của cái môn phái đó thì chúng ta chơi rất là hiệu quả. Và bây giờ thì thiên tâm sẽ làm điều gì? Tại khu vực số 4 có một team treo. Chúng ta vẫn còn 10 đội anh em ạ. Bây giờ nếu như mà đặt một cái trường hợp cái team 3 cùng lôn tiêu dao và tàn kiếm vẫn còn họ quét map. Và làm sao thiên tâm có thể đối đầu được với cái team 3 này? Đó, team đó căng nha. Team đó nếu như mà đánh chiến thuật thụ động thì mình rất là dễ bắt, còn họ cơ động thì cực kỳ khó nha anh em ơi. Đặc biệt nếu như đối thủ biết canh chiêu thiên tâm vừa hết chiêu cuối và đuổi tận cùng luôn á thì thiên tâm rất là khó. Chúng ta còn 8 đội và hiện tại thiên tâm đang có rất nhiều tài nguyên. Có di chuyển về thương nhân không anh em ạ? À? Thiên tâm có thể sử dụng chiêu cuối để về thương nhân giống như là Minh Giáo nha anh em ơi. Bật cái búp ba lên trước khi chuyển map và sau đó là thương nhân rất chóng. Chúng ta có 1-2 quyển tăng cấp ekip, 1 phục ma thạch luôn anh em ạ. À. Đúng rồi. Và hai quyển ekip chúng ta cần lên đó là Thái Huyền Tịnh Thiên với đài tình hộ thân. Ủa, tính ra anh em Long Xuyên Nguyễn là thuộc dạng nghỉ game lâu rồi mà sao vẫn biết được hai quyển ekip này rất quan trọng của thiên tâm. Chứng tỏ là anh em vẫn theo dõi các video về các môn phái trong Võ Lâm Triều Kiều Vai anh em ơi. Rồi, chúng ta có cả tấn công, số lượng đội còn 7 đội, tiếp tục chết tài nguyên. Khi đi solo một mình thì anh em hãy ưu tiên mở tài nguyên thật nhiều thật tốt nha anh em ạ. Càng nhiều càng tốt, để chúng ta nâng cái lực chiến mình lên. Anh em quánh team á, thì team mình mỗi người một combo, mỗi người một đam, thì nó sẽ phụ vào cái lượng đam kết thúc đối thủ. Nhưng chúng ta chỉ có một mình, chỉ có một combo, do đó bắt buộc cái trang bị của mình phải hơn đối thủ. Rồi, bật cái búp ba lên, di chuyển về khu 4. Khu 4, team treo đã bị tiêu diệt, chứng tỏ đã có team về dọn sạch luôn cái thương nhân. Và mình nghĩ là chúng ta chuẩn bị có giao tranh anh em ơi. Bây giờ thì nhân vật chính mình đã bắt đầu di chuyển mở rộng phạm vi hơn. Rồi, mất luôn cái gương. Tình huống này khả năng là nhân vật chính mình sẽ quay trở lại các khu vực cũ để chết tài nguyên. Có quân thì chạy, gặp team nào chơi team đó luôn nào. Rồi, không thấy ai hết trơn luôn, mất nửa cái quần. Rồi, ôi, đây, một con lôn, hai con lôn. Ồ, hai con lôn kìa, đó. Con lôn đều cầm tay anh em à, thôi giật lẹ. Ui, đó là con lôn thức tỉnh. Ồ, bên này thêm con lôn thức tỉnh nữa kìa. Vảo tượng bắt đầu xuất hiện rồi anh em ơi, chúng ta sẽ di chuyển về khu vực số 2. Như vậy còn 5 đội và trong đó mình thấy có tới 3 con lôn. Trong đó có 2 con lôn thức tỉnh rồi. Ê, kèo này thì cũng hơi khó nha, con lôn đã di chuyển qua. Như vậy là thiên tâm chúng ta đã lựa chọn phương pháp rút lui, không muốn chơi trực diện với con lôn của team đội bạn. Wow, ảo tượng khu 6 vẫn còn luôn anh em ạ, ảo tượng khu 8 đã được mở rồi. Như vậy vẫn còn áp lực. Khu 2 cũng đã được mở. Cẩn thận nha anh em ơi. Chúng ta có cái tấn công tại khu 6.
Bây giờ anh em sẽ mở rương hay chúng ta di chuyển về những khu vực khác để giao tranh. Đó là nhân vật chính mình quyết định phương pháp mở rương. Điều mình đang quan tâm hiện tại đó là cái team 3 nha anh em ơi, team 3. Và cho đến thời điểm này thì có nhiều anh em xem cái trận này chắc cũng đang thắc mắc trận này đang rất là ít giao tranh. Nhưng mà tại sao mình lại chia sẻ cho anh em? Thôi anh em cố gắng kiên nhẫn thêm tí nữa, chúng ta vẫn còn rất là nhiều kèo giao tranh ở phía sau này mà. Ba đội rồi, wow, đã có hai đội lên bảng điểm số. Đó, giành ảo tưởng. Ai giành thì giành thì mình cứ việc mở rương tại khu 6 anh em ơi. Rất là thoải mái đúng không? Ưu tiên tăng cấp lực chiến lên. Rồi, tiếp tục mua ngọc, nhặt tài nguyên và chuẩn bị giao tranh nào. Xuống ngựa rồi anh em ơi, bật chế độ chiến đấu lên. Chúng ta di chuyển về đến khu vực số 1. Có tiền boss không? Có tiền boss không? Ơi, biết đâu năng boss nha. Chết 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 con boss này em ơi. Căng lắm đó. Chúng ta có bạo kích, có tấn công, có chạy nhanh, có kháng rồi. Hiện tại thời gian của vòng số 2 chỉ còn khoảng 1 phút nữa là kết thúc. Rồi, không thấy luôn cái team 3. Chúng ta tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 2, rương vẫn còn. Ồ, chết boss cái anh em ơi, nãy giờ mình chưa thấy con boss anh em ạ. Biết đâu là team 3 đang ăn boss. Đúng là như vậy rồi, họ đang ăn boss, chúng ta có chiêu cuối. Wow, tàn kiếm con luôn và tiêu dao con boss đã mất 50% sinh lực. Tàn kiếm đang bị đánh đổi, tiêu dao di chuyển qua, chúng ta lên ngựa rất nhanh chóng để rút lui. Kèo này không hề đơn giản, họ tiếp tục quay trở lại, vẫn còn 20 giây, liệu là team tụi bạn có ăn kịp con boss hay không? Mình nghĩ là 20 giây không kịp đâu anh em ơi. Bây giờ thì chúng ta đang bắt đầu rút lui sang những khu vực khác để tiếp tục chích tài nguyên. Còn boss thì 20 giây mình nghĩ chắc đam được khoảng 40%, trong khi boss còn 50%, chúng ta có quân và như vậy là thời gian của vòng số 2 đã kết thúc rồi. Nãy giờ mình để ý kênh đội thì boss vẫn chưa bị kết thúc anh em ạ. Rồi, anh em thấy là cái trận này chúng ta có một cái kèo khá là căng, đó là Thiên Tâm sẽ đối đầu với một cái team 3. Đây, có cung luôn. Rồi, bên này đang giao tranh với nhau rất là căng thẳng với một team treo. Wow, cung luôn, có thể bị kết thúc hay không? Chúng ta hết chiêu cuối, hết quần luôn và buộc lòng phải rút lui. Như vậy là team đội bạn vẫn còn đủ 3 thành viên. Tiêu dao rất hổ báo, đuổi theo một phát lướt không có chiều kéo. Như vậy là anh em thấy là team này họ đánh rất chắc kèo và biết những cái điểm yếu của Thiên Tâm. Anh em thấy là Thiên Tâm vừa hết chiêu cuối, tiêu dao đã đuổi theo rất nhiệt tình anh em ạ. Bây giờ Thiên Tâm phải xử lý như thế nào? Với team này thì có lẽ mình sẽ kết thúc tiêu dao với tàn kiếm trước. Cùng luôn được không? Cùng luôn đã có xét. Ui, cùng luôn gì vậy? Côn lôn này là côn lôn chưa thức tỉnh. Cứ về cấu rẻ từ từ thôi anh em ạ. Hết chiều cuối là chúng ta phải chạy thật xa. Và anh em thấy là nhân vật chính mình liên tục di chuyển chết tài nguyên nha anh em. Cứ canh mốc thời gian tài nguyên xuất hiện là chúng ta chết. Hình như là tiêu dao vừa đuổi theo mình khi có quần thể kim cang. Rồi, con gì ở trên? Đó là cung luôn. Wow, tiêu dao bên này rồi. Ý, lên chiêu cuối. Tiêu dao chạy nè, chạy nè. Wow, kết thúc được không? Chiêu 2, chiêu 1. Wow, vẫn không nổ được bạo kích anh em à. Tiêu dao thất. Ồ, tiêu dao hộ báo kìa. Quay trở lại tìm tiêu dao. Nhưng không, cung luôn có mặt. Chúng ta rất may mắn chạy. Như vậy là mình đã... phải nói là có pha thoát chết thần kỳ. Bây giờ có lẽ là team đội bạn cũng đã hồi máu thành công rồi anh em ạ. Thiên Tâm đang cố gắng tìm kiếm. Đây đây tiêu dao, ui tiêu dao vẫn chưa hồi máu nè. Cái này nè, nhiễu, tiêu dao chạy về khu 1 không? Ui còn lóc lên nữa, trời, ui tiêu dao quýnh kỳ vậy. Ở pha đó lóc lên chi cha, đang lên chiêu cuối mà. Như vậy là tiêu dao đã bị xử lý và họ chỉ còn có tàn kiếm với cùng luôn. Điều này đã trở nên dễ dàng hơn so với Thiên Tâm rồi anh em ạ. Nhưng mà... đội bạn vẫn còn cung lôn, một phải khắc hệ với Thiên Tâm. Nhưng đó là cung lôn chưa thức tỉnh.
Trận này sẽ hay hơn nếu như Côn Lôn đó là Côn Lôn Phước Tỉnh anh nha anh em ạ. Bây giờ thì Thiên Tâm đang có một lực chiến rất to, có cả bào kích. Chúng ta tiếp tục di chuyển để tìm kiếm, tìm được bạn có cả tấn công rồi. Đó là Tần Kiếm đang yếu máu. Ồ, Tần Kiếm nó vào pha mà chưa đầy máu, nó không xả chiêu. Nè nè, còn yếu máu mà không là hồi. Rồi rồi, đóng băng nó lại luôn. Tiếp tục chiêu 1. Ui, hụt rồi, chạy qua. Côn Lôn cứu kịp không nè. Bật lên, tiếp tục chiêu 2, chiêu 1. Ơi ơi, vô lính mất chiêu. Chạy. Rồi, Tần Kiếm bây giờ anh em thấy là xanh cỏ. Mình đã chạy trận đầu để xem Tần Kiếm có chạy qua khu 6 không. Tần Kiếm không qua khu 6, khả năng Tần Kiếm vẫn còn ở khu 5 anh em ạ. Đây nè, đây rồi, xong luôn rồi bà con ơi. Tính ra là team đội bạn BK không được gọi là chắc kèo lắm nha anh em. Farm hồi máu gì đâu mà farm cả buổi trời không đầy máu. Và sau khi kết thúc được tàn kiếm với tiêu dao thì chúng ta đã có một lượng tài nguyên khá để đối đầu với Côn Lôn. Kèo Thiên Tâm đối đầu với Côn Lôn là một cái kèo cũng rất là ổn áp nha anh em ơi. Mặc dù là Côn Lôn chưa thức tỉnh nhưng có độ khắc hệ với Thiên Tâm. Nhưng mà với cái lượng lực chiến này thì anh em nghĩ là Thiên Tâm có thể xử Côn Lôn được trong bao nhiêu combo đây? Rồi, theo bên đó là Côn Lôn có lẽ có đã chạy sang ảo tượng khu 8 rồi. Rồi xong rồi, bỏ ảo tượng, chạy xuống khu 8 anh em ạ. À. Côn Lôn chạy qua khu 8 không thấy có Thiên Tâm thì phải chạy lên khu 9 là đó nè. Rồi chiêu cuối luôn nè, rồi mất luôn 7. Rồi xong Côn Lôn, wow lướt. Quá tuyệt vời đúng không anh em ơi? Và như vậy là trận Tâm An đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý trận Tâm An này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.